tô màu cho con ngọc trai này nha. Mình sẽ tô bên trong màu vàng, cái này khó nha, bị khó nha các bạn. bên trong màu vàng cam đi. Bây giờ để chế lên thôi. Gọi là màu đỏ. Dung ơi, chạy đi thì Dung. Tiếp theo là phát mình súng sẽ bắt kiếm katana đi làm chuyện chi này nha. Một khẩu XMP này. Một kiếm katana này, một khẩu súng lục này. Cái gì đấy? Khẩu gì nữa? Xanh, xanh đậm này. Đấy, 300 vàng rồi, 600 vàng rồi, tôi xin cho thầy. Cứu tôi. Cứu tôi. Trời ơi, Dung ơi, đừng có đứng vào trong cái điểm hồi sinh cái đấy sẽ bắn chết, đặt bom keo phun người thì còn sống sót. Rồi 900 vàng đấy, hồi sinh 3 người luôn đó. Cố lên Thùy Dung ơi. Hay ôi, nhìn trẻ nó có long quang vậy. Ê, ê, mình đã tô, đã phát mã tô được khoảng tầm mười ngày rồi. Các mọi người thế này thì không bao giờ sẽ tiếp tục tô cho mọi người cái kết quả với nhau nha. Từ khoan, bình tỏ nằm bên ra. Không kịp à? Có quá. Không kịp để lên trên kia nhặt hết đồ à? Kịp nhặt ở cái 33 à? Và nâng cấp súng lục. Súng lục hạng 3 được bắn tay, tốt rồi. Ôi dồi luôn. Ê thằng kia. Ui. Đi xe tô màu xanh vào con đường này. Ê một cái bức tranh của nó tô quá anh đánh của em. Tôi có mấy cái đó mày không nên nó tự vẽ nó tự tô. Cứu tôi. Kìa. Ui đồng đội như thế này thì chịu. Đi nơi là biết. À lộn, đồng đội ơi là đồng đội ơi. Trời ơi, láo đời đồng đội ơi. Chị ai bảo em. Rồi. Mày.
Anh học thói luôn ta sẽ lại tiếp tục trận đấu nào. Đau cổ tay. Làm cái trái đâu. Ok. Mọi người mình sẽ lấy màu hồng để tô lip vào con bạch tuộc này nha. Tôi ra bạch tuộc màu hồng đấy. Hết mọi người mình tô con này màu hồng. Đẹp mà. Trần Ngọc Hano Mekong Ruby. Mọi người ơi, mọi người nên tôi nhanh con đẹp của mình nha.